Ronaldo thắng kiện Juventus. Juventus sẽ phải trả cho Cristiano Ronaldo hơn 10 triệu euro. Đây là số tiền lương đội bóng cũ còn thiếu anh trong giai đoạn dịch Covid-19. Tờ La Gazzetta dello Sport và truyền thông Italy đồng loạt xác nhận Juventus sẽ phải trả tổng cộng 10 triệu euro cho Cristiano Ronaldo. Ban đầu, CR7 đòi 20 triệu euro nhưng tòa án cho hay đã có sự sơ suất giữa các bên và quyết định giảm số tiền mà bà đầm già mắc nợ siêu sao người Bồ Đào Nha. Tháng 6 năm 2023, Ronaldo đâm đơn kiện yêu cầu Juventus nhanh chóng giải quyết khoản tiền lương chưa được trả. Chân sút 39 tuổi đòi 20 triệu euro trong thỏa thuận mà Juve đồng ý trả chậm trong những tháng đầu của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, theo La Gazzetta dello Sport, quan điểm ban đầu của Juve là Ronaldo đã từ bỏ khoản lương này khi gia nhập Manchester United vào tháng 8 năm 2021. Do đó, lão bà không có ý định trả cho CR7. Thời điểm còn chơi bóng ở Italy, Ronaldo và Juve có sự đồng thuận về việc khoản lương. Đó là khoảng thời gian mọi hoạt động bóng đá bị tạm dừng trong 105 ngày, từ ngày 9 tháng 3 đến ngày 22 tháng 6 năm 2020, cho đến lúc bóng đá được phép hoạt động trở lại và không có khán giả. Ronaldo thi đấu cho Juve trong 3 mùa giai đoạn 2018-2021. Anh ghi 101 bàn qua 134 trận, đoạt 2 chức vô địch Serie A, 1 cúp quốc gia và 2 siêu cúp Italy. Trước Ronaldo, Paulo Dybala cũng từng làm việc với văn phòng công tố viên và đâm đơn kiện Juve nợ lương. Sau cùng, Dybala đạt thỏa thuận thu lại 3 triệu euro tiền lương nên hủy đơn kiện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.